Chào các em đến với chương trình 1001 câu đố hay cho bé. Các em nghe rõ câu hỏi và trả lời xem đúng không nhé. Câu 1. Quả gì nho nhỏ, chín đỏ như hoa, tươi đẹp vườn nhà, mà cay xé lưỡi? Câu 1. Quả gì nho nhỏ, chín đỏ như hoa, tươi đẹp vườn nhà, mà cay xé lưỡi? 4, 3, 2, 1. Quả ớt ạ. Đúng rồi, quả ớt. Quả ớt nho nhỏ, chín đỏ và rất cay. Câu 2. Quả gì nhiều mắt, khi chín nứt ra, ruột trắng nõn nà, hạt đen nhanh nhánh? Câu 2. Quả gì nhiều mắt, khi chín nứt ra, ruột trắng nõn nà, hạt đen nhanh nhánh? 3, 2, 1. Quả na. Đúng rồi, đó là quả na. Câu 3. Da cóc mà bọc trứng gà, bổ ra thơm phức cả nhà muốn ăn. Câu 3. Da cóc mà bọc trứng gà, bổ ra thơm phức cả nhà muốn ăn. 5, 4, 3, 2, 1. Quả mít ạ. Đúng rồi, đó là quả mít. Câu 4. Hạt gì không nhuộm mà xanh, dẻo thơm, ngon lành ai cũng muốn ăn? Câu 4. Hạt gì không nhuộm mà xanh, dẻo thơm, ngon lành ai cũng muốn ăn? 4, 3, 2, 1. Hạt cốm ạ. Đúng rồi, đó là hạt cốm. Các em giỏi lắm. Câu 5. Tên em cũng gọi là cà, mình tròn vỏ đỏ, chín vừa nấu canh. Câu 5. Tên em cũng gọi là cà, mình tròn vỏ đỏ, chín vừa nấu canh. 4, 3, 2, 1. Quả cà chua ạ. Đúng rồi, đó là quả cà chua. Câu 6. Tên em chẳng thiếu, chẳng thừa, chín vàng ngon ngọt, rất vừa lòng anh. Câu 6. Tên em chẳng thiếu, chẳng thừa, chín vàng ngon ngọt, rất vừa lòng anh. 4, 3, 2, 1. Quả đu đủ ạ. Rất chính xác, các em giỏi quá. Câu 7. Cây gì nhỏ nhỏ, hạt nó mơn người, chín vàng khắp nơi, mọi người đi gặt? Câu 7. Cây gì nhỏ nhỏ, hạt nó mơn người, chín vàng khắp nơi, mọi người đi gặt? 3, 2, 1. Cây lúa. Đúng rồi, đó là cây lúa. Câu 8. Thân tròn nhiều đốt, phất phơ lá dài, róc hết vỏ ngoài, bé ăn ngọt lắm. Câu 8. Thân tròn nhiều đốt, phất phơ lá dài, róc hết vỏ ngoài, bé ăn ngọt lắm. 3, 2, 1. Cây mía. Đúng rồi, đó là cây mía. Câu 9. Con gì đẹp nhất loài chim, đuôi xòe rực rỡ như ngàn cánh hoa? Câu 9. Con gì đẹp nhất loài chim, đuôi xòe rực rỡ như ngàn cánh hoa? 5, 4, 3, 2, 1. Con công ạ. Đúng rồi, đó là con công nhé các em. Câu 10. Như nắm tơ tròn, lon ta lon ton, quẩn quanh bên mẹ, đôi chân tí xíu, chiếc mỏ tèo teo, chiếc chiêu, chiếc chiêu. Câu 10. Như nắm tơ tròn, lon ta lon ton, quẩn quanh bên mẹ, đôi chân tí xíu, chiếc mỏ tèo teo, chiếc chiêu, chiếc chiêu. Con gà con ạ. Đúng rồi, đó là con gà con. Các em giỏi lắm. Bài của chúng ta đến đây hết rồi. Chúc các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi nhé. Hãy like và đăng ký kênh để học nhiều điều thú vị nhé các em.